cô và các bạn đã đến với video hướng dẫn làm siêu ống cao của mình. Ăn kinh này chúng ta sẽ rửa sạch qua với nước để loại bỏ các bụi bẩn. Sau khi rửa với nước thì chúng ta sẽ rắc nhẹ nhàng muối lên bọc cam để bọc cam được sạch hoàn toàn và sau đó lại tiếp tục rửa lại với nước. Khi cam đã được rửa sạch hoàn toàn thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành từng bước cắt lát mỏng. Ở bước này mọi người sẽ cắt cả vỏ. Khi mà chúng ta để cả vỏ vào cam thì nó sẽ có một mùi thơm đặc trưng. Ở đây mọi người có tính toán sức xếp cam vào trong chỉ theo ý muốn của mình. Chúng ta sẽ lặp lại các thao tác này cho đến khi đều nhỏ. Và như vậy các bước làm của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta chỉ phải chờ trong khoảng 20 đến 30 ngày.